vô luôn. Rồi, nhận xét, mình có một điều nhận xét của thằng này, tức là hàm số này là luôn luôn qua, luôn luôn qua cái điểm A 0 1 nằm trên cái trục trung ha. Thứ hai, nhận xét thứ hai là mình thấy rằng là nó có cái tiệm cận ngang là y bằng 0, hay gọi là trục hoành hay là trục Ox á, trục hoành. Và một điều nữa là với a lớn hơn 1 và a nhỏ hơn 1 thì đồ thị của nó đối xứng nhau qua trục OY. Tức là với trường hợp là a lớn hơn 1 và a nhỏ hơn 1 cùng cái cơ số. Ví dụ như cơ số nó là 2 và 1 phần 2 thì nó đối xứng nhau qua trục OY. Vâng. Như vậy là cái cơ số a, cơ số a và 1 trên a của x là đối xứng qua trục O OA. Nhớ là a với 1 trên a nha. Nó kêu là hàm 2 mũ x và hàm 1 phần 3 mũ x không có đối xứng đâu nha. Nó phải giống nhau. 2 và 1 phần 2, 3, 1 phần 3, 4 phần 4 đối xứng nhau qua trục OA. Rồi nha. Rồi, đó là những cái điểm tổng quát về nó. Rồi, ta hơi la mã. Ta đi qua hơi la mã. Quỳnh Như đâu? Vô vô luôn. Hơi la mã hàm logaric, hàm số logaric một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa ha. Rồi, đợi xíu hình như nó có nhân tin hay gì ra không biết. Tiếp tục sự nghiệp định nghĩa cho số thực dương a khác 1, a lớn hơn 0, a khác 1. Yeah. Hàm số y bằng, hàm số y bằng n l o r a x, nó gọi là hàm số logarit cơ số a, gọi là hàm số logarit cơ số a. Yeah, cơ số a. Này. Thì cái điều kiện để tồn tại logarit này rất quan trọng. Điều kiện tồn tại là a phải lớn hơn 0, a phải khác 1 và x phải dương. À, quan trọng nha, x phải dương. X là biểu thức trong logarit là phải dương. Phải dương mới được. À. Ví dụ như là điều kiện có nghĩa của cái hàm số logarit cơ số x của 3 trừ x. À, điều kiện tồn tại thì điều kiện của nó là x là cơ số là phải lớn hơn 0 và x phải khác 1. 3 trừ x là biểu thức trong logarit thì 3 trừ x phải dương. Tương đương x lớn hơn 0, x khác 1 và 3 trừ x lớn 0 thì x sẽ nhỏ hơn 3. Phối hợp điều kiện nó là ta được là 0 nhỏ hơn x, x nhỏ hơn 3 và x phải khác 1. Hoặc là ghi d bằng trong khoảng từ 0 tới 3 và không lấy số 1. Đó là cái điều kiện tồn tại của nó. Hơi nhỏ. Rồi, đi về đi đó nha. Rồi, hơi nhỏ độ hàm của hàm số logarit. Độ hàm của hàm số logarit.
định lý ba. Định lý ba. Đạo hàm của hàm số logic logic cơ số a của x đem đạo hàm sẽ bằng 1 trên x log nê ba của a. Đó, log nê ba nằm dưới nha, bằng 1 trên x nhân log nê ba của a. Rồi, ok nha. Ví dụ đi cho dễ thấy. Ví dụ logarit cơ số 2 của x đem đạo hàm thì sẽ bằng 1 trên x nhân log nê ba của a ở dưới mão ấy nha. A mũ x đạo hàm thì nó là nhân log a, nó nằm ở trên, log nê ba của a nằm ở trên. Và đặc biệt này dùng rất nhiều. Đặc biệt là log nê ba của x mà đạo hàm bằng 1 trên x. Cái này vào sau này nguyên hàm, cái này nó dùng cực kỳ nhiều ha. Nguyên hàm dùng cực kỳ nhiều. Nguyên hàm là tích phân của hàm thì ha đó. Và đôi khi cái logarit bên trang không phải x mà một cái hàm số nào đó, tức là hàm hợp logarit cơ số a của u đem đạo hàm, nó bằng u phải chia cho u log nê ba của a. Rồi ghi bờ từ từ, cẩn thận và chắc ha. Ví dụ đạo hàm của logarit cơ số 2 của x bình phương cộng 7x trừ 3, cộng 3 luôn đi, cộng 13 luôn đi, để cho cộng 40, cộng 50 đi, để cho nó luôn luôn dương mà. Rồi đạo hàm thì nó sẽ bằng, đạo hàm thì nó bằng là u phải là nguyên cái cục này mình đem đạo hàm này, gọi là u phải nha, nguyên cục này này đó, đem đạo hàm được chưa? Thì cái đó đạo hàm là x bình thành hơi x, 7 còn là 7 hơi x, hơi x cộng cho 7. Còn 50 đạo hàm bằng 0 rồi, chia cho u phải tức x bình phương cộng 7 x cộng 50 nhân cho log nê ba của a tức là ha. Đó, bài thất. Ok. Ba nhỏ. Khảo sát hàm số. Khảo sát hàm số y bằng logarit cơ số a của x. Yeah. Và trong đó điều kiện của mình là a lớn hơn 0, a khác 1 và x nó là dương. Để khảo sát một hàm số thì bước đầu tiên đó là tập xác định. Tập xác định là x nó dương, hay còn gọi là x nó thuộc từ 0 cho đến là dương vô cùng. Yeah. Hoặc là như vậy. Thứ hai là đạo hàm y phải. Đạo hàm của nó sẽ bằng 1 trên cho x và log nê ba của a. X nê ba của a. Rồi, như vậy là nó sẽ xảy ra các trường hợp là x dương và x âm. Tức là x dương và x âm. Và có hai trường hợp như vậy, có hai trường hợp là a dương rồi a âm nữa, a dương a âm. Yeah. Sorry, tức là khi mà a lớn hơn 1 và a nhỏ hơn 1 chứ. A lớn hơn 1 và a nhỏ hơn 1. Yeah. Rồi, trường hợp thứ nhất đó là a lớn hơn 1. A lớn hơn 1 đồng thời là x nó dương luôn, đồng thời x nó dương luôn, thì ta sẽ có một cái bảng biến thiên như sau. Do là chắc chắn là x dương rồi, tập xác định x dương rồi, cho mình khó cần ghi cái x dương đi, nó rớt. Vì x nó đã dương rồi trên cái tập xác định này này, a lớn một và a nhỏ hơn một và lớn hơn không. Chú ý là khi a lớn hơn một thì cái log nê ba của a này lớn hơn không. Yeah. Còn a nhỏ 1 thì log nê ba của a này nhỏ hơn 0 chấm gì cả. Yeah. Như vậy thì nó có hơi tình huống, nhưng khi đó là y phải này nó sẽ là dương.
Còn bên đây là y phải của nó sẽ là hạt. Và ta có cái bản biến thiên như sau. Bản biến thiên x y phải y. Còn chỗ này nó là x cũng y phải y. À, tất cả đều chạy từ không đến dương vô cùng. Chạy từ không đến dương vô cùng. Và trường hợp thứ nhất là nó dương là âm. Âm và dương giảm số đi lên, âm giảm số đi xuống. Và điểm không là dưới này nó sẽ âm vô cùng, bên này dương vô cùng. Còn tiến về dương vô cùng thì cái này nó sẽ là dương vô cùng. Còn tiến về âm vô cùng, tiến về âm vô cùng, tiến về âm vô cùng, âm tiến về dương vô cùng luôn chứ, dương vô cùng thì nó ra là âm vô cùng, là nó đều là vô cùng hết, ha, đều vô cùng hết. Ở không, ở điểm không, ngay chỗ điểm không, tiến về âm vô cùng, dương vô cùng, ok. Rồi, và ngay chỗ không này nó bị gián đoạn nhé, ngay chỗ không này, tức là ngay chỗ số không đó là nó hơi sạp, số không hơi sạp, mà hơi sạp có nghĩa là nó có cái tiệm cận đứng ngay chỗ đó, ha, nó có cái tiệm cận đứng ngay chỗ đó. Rồi ta có đồ thị, đồ thị. Này là trục x, này là trục y, góc tọa độ o. Lưu ý logarit cơ số a bao nhiêu mà kệ, nhưng mà của một là bằng không. Như là khi x bằng một thì y nó bằng không, x bằng một, x bằng một, y bằng không. Như vậy là với a lớn hơn một, hàm số nó đồng biến đi lên. Đây là a lớn hơn một, nó chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Trường hợp thứ hai là a nhỏ hơn một thì hàm số nó giảm. Đó. A nhỏ hơn một lớn hơn không thì hàm số nó giảm. Như vậy nhìn trong đồ thị nó có một cái tiệm cận đứng là trục OI hay gọi là x bằng bằng không. Như vậy ta sẽ nhận xét ngay. Rồi, vẽ cái đồ thị vô đi rồi hãy nhận xét. Sao thầy? Rồi. Nhận xét như sau, thứ nhất là cái đồ thị này là luôn luôn qua cái điểm A, nó là x bằng 1 thì y nó bằng là 0. Một cái điểm B quan trọng nữa, nó là x bằng a nó bằng 1. Vì logarit số a của x mà x bằng a thì nó bằng 1. Yeah. À, luôn luôn đi qua hai điểm này. Nhưng mà cái điểm A này là điểm quan trọng. Mà là điểm quan trọng, được chưa? Và thứ nhất, thứ hai là nó có tiệm cận đứng, đó là x bằng không, hay còn gọi là trục OI hay là trục tung, trục tung. Đó. Cái điểm nhận xét đó phải lưu ý để cho thuộc ha, thuộc cái đồ thị. Và logarit cơ số a của x và logarit cơ số một trên a của x là đối xứng qua cái trục OX như trên hình vẽ đó. Ta gấp cái hình đó theo cái đường OX thì hai đường nó trùng lên nhau, nha, trùng nhau. Rồi như vậy là ta đã học tổng quan qua về cái hàm lý thừa, rồi hàm mũ và hàm logarit. Thì những hàm đó người ta gọi là hàm số sơ cấp, gọi là hàm số sơ cấp. Thì ta có một cái bản tổng hợp, bản tổng hợp như sau. Thứ nhất là đạo hàm, cái hàm lũy thừa x mũ alpha mà đem đạo hàm thì bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1, u thì nhân thêm u phải thôi,
nha. Còn 1 trên x mà đậu hàm thì bằng cái này ở dưới lớp 11 trừ 1 trên x bình phương. Căn của x mà đậu hàm thì bằng 1 trên 2 căn x. Đây là đậu hàm những hàm sơ cấp. Rồi tới cái hàm mẫu là a mũ x đậu hàm là nó bắt biến a mũ x. Còn a mũ x mà đậu hàm thì bằng a mũ x nhân log nê ba của a. Tiếp theo đó có hàm logarit. Logarit thứ nhất là log nê ba của x đậu hàm dĩ nhiên x dương nha, x dương. Còn nếu x không dương thì có tuyệt đối là bằng 1 trên x. X này được tuyệt đối. Okay. Rồi logarit số a của trị đấu x để cho nó dương đậu hàm sẽ bằng là 1 trên x nhân log nê ba của a. Đấy, tức là tổng hợp lại. Còn nếu như nó không phải là x mà là u thì nhớ nhân thêm u phải, nhớ nhân thêm u phải. Ví dụ như đây là cái hàm thứ nhất là x mũ alpha thì là u mũ alpha. Đậu hàm nó cũng vậy, cũng là alpha nhân u mũ alpha trừ 1 nhưng mà nhân thêm u phải. Rồi 1 x thì 1 trên u mà đậu hàm thì bằng trừ u phải trên u bình phương. Căn của u mà đậu hàm thì bằng u phải trên 2 căn u. A mũ u đậu hàm bằng a mũ u nhân cho u phải. A mũ u mà đậu hàm thì cũng bằng là a mũ u nhân log của a nhưng mà nhân u phải. Log trị đấu của u mà đậu hàm sẽ bằng là u phải chia u. Rồi logarit cơ số a trị trị đấu của u mà đậu hàm thì cũng bằng là u phải trên cho u log nê ba của a. Tổng quát sơ về những cái bảng tổng hợp về đạo hàm cũng như hàm số sơ cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 cái hàm số sơ cấp. Nó kéo theo 7 cái hàm hợp tương ứng. Nha, 7 cái hàm hợp tương ứng. Rồi. Đi vào bài tập củng cố lý thuyết thì trong sách giáo khoa mình sẽ đi qua câu ha. Đồ thị của nó mình không cần phải vẽ nhưng mà phải nắm cho được cái dạng đồ thị của nó là gì. Dạng đồ thị nó là gì? Đồ thị của ba hàm lũy thừa mẫu logarit. Mẫu logarit, được chưa? Ví dụ như là cái hàm lũy thừa thì của nó là đi qua điểm 1, 1. À, 1. Khi mà lớn hơn 1 thì nó tăng nhanh. Lớn không nhưng mà nhỏ 1 tăng chậm. Khi mà nhỏ hơn 0 thì nó nghịch biến. Đó, đồ thị của hàm lũy thừa nó phức tạp hơn. Khi mà nó bằng 1 thì nó ra cái đường phân giác thứ nhất. Đây là những cái hàm số, những cái đồ thị của hàm số y bằng x mũ alpha có 3 dạng đồ thị đi qua điểm 1, 1. Còn cái hàm y bằng a mũ x thì nó có hơi tình huống, nó luôn luôn đi qua điểm 0, 1. Nếu mà a lớn 1 nó tăng, a nhỏ 1 nó giảm. Đó. Còn đối với cái hàm logarit thì nó lại đi qua điểm 1, 0. Khi mà a lớn 1 nó tăng, a nhỏ 1 nó giảm và dĩ nhiên lớn 0. Đó. Có 3 dạng đồ thị, nhìn là biết ngay đồ thị của a vì nó đi qua điểm nào. Đi qua 1, 1 là hàm lũy thừa, đi qua cái điểm này, cái điểm 1 trên cái trục y ấy, là mẫu, đi qua điểm 1 trên trục x đó là hàm logarit. Nên người ta nói, người ta vẽ cái hình ra thôi, người ta hỏi là đồ thị đó là đồ thị của hàm số nào để em phải biết ha. Rồi. Câu số 2, a nhỏ tính đậu hàm y phải bằng đậu hàm ta đậu với cụm từ trước, được chưa? Nó thuộc dạng là u nhân v đậu hàm, mỗi đứa được đậu hàm một lần, u đậu hàm nhân cho v rồi tới v đậu hàm nhân cho u, được chưa? Trong đó u v ở đâu đây thì h x này nó là u
còn cái x này nó là a mũ x này là v. Thì u đậu hầm là h a nhân cho a mũ x cộng cho a mũ x đậu hầm là bắt biến chính nó nhân cho thằng kia, nó cũng là h a x nhân a mũ x. Rồi tiếp tục cái đậu hầm phía sau, phía sau nó là sin sin x đậu hầm thành là cos x. À, coi chừng cho bên sau này tích phân nó lộn tù phèo nha. Nếu cho đây là u thì nó là cos u nhân u phải, nó thuộc dạng sin u á, u nó là hơi x á, thì nó sẽ bằng là cộng cho 3 lần cos hơi x nhưng nhân u phải là hơi x mà đậu hầm, hơi đậu hầm bằng ha, tức là nhân cho ha, nhân cho hai chỗ này thì nhân ra xuống trước hai nhân ba là 6 luôn đi cho nó gọn và tốt. Được chưa? Cho mình coi kỹ cho để về sao không biết ở đâu mà ra đó. Rồi đậu hầm như vậy, à, có thể là ta sẽ gom bớt cái phía trước là đoàn cách đạt a với cộng nhân cái chung, đạt a mũi cộng nhân cái chung kiểm tra đạt hơi a mũi cộng nhân chung luôn đi, còn một cộng cho x nhân cho cộng cho 6 nhân cos của hơi x. Rồi đó là đậu hầm của câu a. Câu b, đậu hầm tương tự y phải bằng cái này đậu hầm bình thường rồi, hai nhân năm là 10, x mũ hai thành x mũ một trừ cho cái này nó lại là u nhân cho v. U đậu hầm là hai mũ x đậu hầm, hai x là bằng hai mũ x nhân log nơi ba của hai nhân v là cos x. Rồi tiếp tục là cos x đậu hầm thì bằng cos đậu hầm bằng trừ sin x nhân cái còn lại tức là hai mũ x nha. Và ở đây thì không lắm, ở phía trong ta chỉ đạt cái h mũ x ra ngoài nhân cái chung thôi, bằng 10x trừ h mũ x nhân chung, bên trong còn lại là log ne ba của h nhân cho cos của x và trừ sin của x. Hay là ghi từ từ, kế nào quen thì nhớ vô. Rồi ta đi qua câu C, y bằng y phải bằng, nó thuộc dạng u chia v, u chia v mà đậu hầm là tử đậu hầm sang nhân với mão trừ cho mão đậu hầm sang nhân với tử chia cho mão số bình phương. Đây là tính chất đậu hầm của lớp 11. Rồi ở đây ta có u chia v, u là x cộng 1, v là 7. Tử đậu hầm là x cộng 1 đậu hầm nó bằng 1, số 1 đậu hầm bằng 0, nhân cho mão tức là 3 mũ x trừ cho mão đậu hầm, mão là 3 mũ x đậu hầm, 3 mũ x đậu hầm bằng 3 mũ x nhân log ne 3 của 3, nhân cho tử là x cộng 1 chia cho mão số bình phương 3 mũ x tất cả bình phương 3. Ở điện tử thầy đặt cái 3 mũ x ra ngoài làm nhân tử chung, bên trang còn 1 trừ cho log ne 3 của 3 nhân cho x cộng 1 thì ghi chỉ x cộng 1 trước nhân log 3 sau cho nó đẹp trong gì cả. Dấu này dấu vuông vì trang nó có dấu tròn rồi. Ở dưới này nó là 3 mũ x tất cả bình phương. Ta rút gọn bất tử và mão cho 3 mũ x đi thì nó sẽ bằng là 1 trừ x cộng 1 lớp ne ba của ba chia cho ba mũ x. Được chưa? Rồi với bài số 3, tìm tập xác định của các hàm số. Câu số A, tìm tập xác định hàm số theo nguyên tắc là đối với logic thì cơ số phải lớn hơn không khác một, số hai lớn không khác một hỏi rồi, biểu thức bên trong phải lớn hơn không, biểu thức bên trong lớn không, như vậy ta chỉ cần là tập xác định là điều kiện xác định đó là năm trừ hai x phải lớn hơn không, tương đương năm sẽ lớn hơn hai x chia xuống là mình viết ngược lại đó, viết ngược lại thôi, năm đi, năm trên hai sẽ lớn hơn x, hay nói cách khác là x sẽ nhỏ hơn năm phần hai,
À, như vậy là tập xác định D của nó nhỏ năm phần là từ âm vô cùng cho đến năm phần hạ. Yeah. Câu B là giống vậy. Cơ số là 3 đã lớn hơn 0 khắc mộc rồi, chỉ cần biểu toàn bộ biểu thức tăng logic phải dương. À, như vậy là điều kiện xác định là x bình phương trừ h x phải lớn hơn 0, không có dấu bằng. À, và chỗ này bấm má tính ra để xem từ x nó trả từ đâu từ đâu. À, đối với má trắng bấm menu A. À, đây là bậc h nên chọn là số h. À, lớn hơn 0 mình chọn số 1. Rồi, nhập tệ số x bình phương này, x bình phương cho nó bằng 1. Bằng. Đây là hệ số của x này, nó có hệ số x nó là trừ h. Trừ h bằng hệ số tự do ở trong này không có là số 0. Bằng. Bằng lần nữa. Vậy là một cái là x nhỏ hơn 0 và h nhỏ hơn x trước x lớn hơn đó. X nhỏ hơn 0, x lớn hơn h. Tương đương là x nhỏ hơn 0 hoặc x lớn hơn h. Như vậy là cái tập xác định của D nó nhỏ hơn 0 là từ âm vô cùng tới 0 hoặc là từ h đến là dương vô cùng. Yeah. Đó. Câu C. Câu C cũng giống vậy, tức là cái cơ số này đã lớn hơn 0 và khác 1 rồi. Ta chỉ cần có biểu thức trong này phải dương. Như vậy là điều kiện xác định của nó. Điều kiện xác định là x bình phương trừ 4x cộng 3 lớn hơn 0. Các em tập bấm má ra đi. Có một số em sẽ dùng máy xanh. Mình sẽ dùng máy xanh. Cho nên thầy sẽ bấm máy xanh. Năm trăm bảy mươi đâu rồi, năm trăm bảy mươi đứa nào ba miết đau vèo vèo ấy. Đây má 530 rất là từ tốn, sao nhưng chút bẻ vẫn biết mù cho nắm to rồi được. Nhân ha, nhân ba không được, dùm không cho dùm luôn. Nhân 6 được luôn được. Không thấy. Rồi, được rồi, bấm nha. Nhìn kỹ này đi. Đây, mình bấm là menu, đẩy bên tay xuống. Số 1 này, in question này. 1. Rồi đây là bậc h, bắt bậc h bấm số 1. Rồi đây lớn không thì bấm số 1 luôn, thấy dấu lớn không này. 1. Hệ số A là hệ số x bình phương. 1. Hệ số B là hệ số của x tức là trừ 4. Hệ số C là hệ số tự do. 3. Bằng. Bấm bằng lần nữa. Về x nhỏ hơn 1. 3 nhỏ hơn x tức x lớn 3. X nhỏ hơn 1, x lớn hơn 3. X nhỏ hơn 1 hoặc x lớn hơn 3. Do đó, tập xác định D sẽ bằng từ âm vô cùng tới 1 hoặc lớn hơn 3, tức là từ 3 đến là dương vô cùng. Ok. Máy nhỏ này bấm ức chế quá. Rồi. Câu cuối cùng. Còn câu cuối cùng là ta sẽ nghĩ. D là lại giống vậy. Cơ số này lớn không với khác 1 rồi. Được chưa? Ta sẽ cần cái biểu thức, cả cái biểu thức này luôn. Với dương. Do đó là điều kiện xác định là 3x cộng h chia cho 1 trừ x phải lớn hơn 0. Ta xét dấu thằng này bằng phương pháp trục số cho nó nhanh.
nghiệm của tử tức là 3x cạn ha bằng 0, tương đương chuyển qua ta được 3x sẽ bằng là trừ ha, tương đương x sẽ bằng là trừ ha phần 3. Nghiệm của mão là 1 trừ x bằng 0, chuyển qua ta được 1 bằng x, hay nói cách khác là x sẽ bằng 1. Đem hai cái nghiệm này đặt lên trục số từ nhỏ đến lớn. Số nhỏ là trừ ha phần 3, số lớn là 1. Khi xét giáo nhân tất cả cái hệ số của x là 3, đây là dương với âm, tử là cái hệ số nó dương, mão hệ số nó âm, thì nhân lệ nó sẽ âm. Khi nó âm thì bên ta phở của các nghiệm này, bên ta phở đây cùng giáo là âm, mỗi lần qua nghiệm nó sẽ đổi giáo thành dương. Và đã tăng cần dương thì bỏ âm đi, bỏ âm đi. Rồi như vậy là x nó nằm trong khoảng từ trừ ha phần 3 tới 1, người ta ghi như sau, tức là trừ ha phần 3 nhỏ hơn x, x nhỏ hơn 1. Vậy tập xác định D sẽ bằng trong khoảng trừ ha phần 3 chấm phải. Đó, đã kết thúc cái lý thuyết về cái hàm mũ và hàm lý thừa, và đã làm một số bài tập củng cố. Về nhà các em chỉ làm mỗi một bài số 5 trang 78 sách giáo khoa. Em nào chưa có sách giáo khoa dịch không mua được thì em có thể chụp màn hình này, chụp màn hình lại. Dạ, yeah, đó là bài số 5 trang 78 sách giáo khoa. Ok.